Xin chào, mình là Duyên đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm ăn sáng. Đây là một hộp phở gà. Mình không thích nước súp trong đây cho lắm. Mình sẽ pha chế lại cái nước súp. Bây giờ mình sẽ chế biến thành phở bò nha. Bắt đầu thôi. Mình đang đợi cho dầu sôi và bỏ tỏi vào phi cho thơm. Xào qua xào lại, hồi là nghe mùi thơm của tỏi rất là đã, mình thích nhất công đoạn này. Tiếp theo là bỏ thịt bò vào, xào cho nó săn thì săn nhé. Bỏ nước mắm vào cho nó thơm nè. Xào qua xào lại. Rồi chúng ta sẽ bỏ nước vào, đổ vào. Cái công đoạn nêm nếm mình quên bấm nút mất tiêu rồi, các bạn thông cảm nha. Nặng tắt nè. Trộn lên. Nãy còn có mấy dụng trứng làm bánh mì á, mình bỏ lên luôn. Có chiếc xe hơi. Nhâm 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 nhâm. Ngó ngó thì đâu vậy trời. Bái. Nhâm nhâm nhâm. Làm cái trò gì vậy? Nào. Nhúng nhúng nữa. Coi cái mỏ. Gì vậy? Lại làm cái trò gì nữa đây? What the fuck? Coi. Nhớ cho mình một like và một subscribe nhé. Chia sẻ cho bạn bè nè. Bye bye. See you again.